Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để trở thành một siêu hiệp sĩ trong thế giới Minecraft ha. Tiết lộ sơ qua thì lần này mình sẽ kiểu như là cố gắng nâng cấp sức mạnh nè, vũ khí, áo giáp. Sau đó truy tìm những cái con boss canh giữ ở những vùng đất khác nhau và đánh bại chúng ha. Còn đó là những con boss gì thì sau này mình sẽ tiết lộ. Và mới vô thì không được vui cho lắm. Gần mình nó có boss hay sao cơ? Bên đó hay sao ấy? Để qua đó coi thử coi. Boss này tên là Commander Candy Corn ha. Ui, mới vô có cần phải căng thẳng như vậy? Ê, cầm kiếm hả? À? Ê, anh bạn à, bình tĩnh anh bạn à. Ui, gì đây? Chưa mà. Ui giời ơi, mới vô đã bị dí rồi. Thôi thôi, xin lỗi được chưa? Trời ơi, dí tới mình nữa kìa. Ghê thiệt. Mới vô đã bị dí rồi, được đấy. Đợi, đợi, đợi. Một ngày nào đó không sao, mình sẽ quay lại để trả thù thôi. Nhịn xíu ha. Mới vào thì mình sẽ dẫn bắt đầu cái công cuộc, đó chính là sinh tồn ở ngày đầu tiên thôi. Hy vọng ngày đầu tiên thì mình sẽ kiểu như là hạn chế được những cái việc ăn hành nhất có thể và thuận lợi sống sót qua ngày thứ hai ha. Rồi, mình sẽ lấy một chút gỗ trước cái đã. Lấy tầm 5-6 khúc gì đó để mình chế tạo những cái dụng cụ cơ bản trước. Hay, làm bàn chế tạo ha. Một cái bàn chế tạo. Xong rồi mình sẽ làm cúp đi. Thông thường thì mình chỉ làm đúng cây cúp trước thôi. Rồi mình sẽ nâng lên đồ đá liền luôn ha. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Đây, có luôn. Làm đồ đá luôn ha. Chiếc này thì mình sẽ lấy nhiều nhiều đá một xíu. Tại vì đồ đá lần này thì mình làm nó sẽ hơi đặc biệt một chút nha. Mình có tìm hiểu sơ qua thì nó có một vài cái công thức rất là hay luôn, để mình làm ở giai đoạn đầu cho các bạn xem. Rồi giờ thì mình cần coi coi 11 rồi. 11 chắc là đủ rồi đó. Đây, để cùng mình làm nào. Làm thêm que nữa. Đầu tiên là một cái cây kiếm bằng đá nè. Cái tiếp đến là một cái cây rìu, cũng như là một cây cúp. Và cuối cùng là một cây xẻng ha. Mình làm rất là nhiều dụng cụ, nhưng mà lần này mình sẽ kết hợp nó lại với nhau luôn. Theo công thức như vậy thì phải. Gom hết lại. Ý, không đúng hả? À, gì mới đúng nè. Đợi. Nó sẽ tạo ra được một cái gọi là Stone Multi Tool ha. Nhìn rất là đã luôn. Nó là sự kết hợp giữa 4 cái dụng cụ lại với nhau á. Rồi mình đào thử coi. Đó, đào nó nhanh chứ kìa. Đã vậy mình còn được hiệu ứng cũng như là các thứ, các kiểu ha. Rất là tốt luôn. Để bây giờ mình sẽ đi đào ở một cái hang gần đây đi. Đây. Có hang luôn nè. Mới vô có vẻ là mình khá là thuận lợi đấy chứ. Ở đây thì có rất là nhiều than ha. Để mình đào thử coi. Có kìa. Xịn chưa? Đào là bay. Chu cha giật mình cái con khốn kiếp này. Mới vô là nó chơi trò cúc hà với mình rồi. Hơi sợ đó nha, hơi run á. Mới vô đã hù rồi. Để mình đào thêm một chút than nữa. Tại vì mình cần nấu khá là nhiều đấy chứ. Hả? Lấy thật là nhiều luôn. Xong phên, mình được 30 mấy cục than rồi. Những cái lặt vặt thì mình sẽ vứt đi ha. Đá mình này hình như là hồi nãy từ cái con quái vật nó rơi ra nè, vứt luôn. Sắt thì mình chỉ có 2 thôi à, cái hang này nó không có được nhiều sắt cho lắm. Và bây giờ mình đã bị mất máu rồi, nên chắc trước khi mình đi mai tiếp thì để mình đi săn những cái con Arisaur này, mình lấy thịt ha. Nhìn nó hơi tội nhưng mà thôi, mình phải săn để lấy thức ăn thôi. Sorry. Nó sẽ rơi ra những cái rau Arisaur meat nè. Mình có thể nung lên để ăn ha. Ui, ăn được không vậy trời, hay là ở đây nó không để là ăn được nè. Hình như nó dùng để chế tạo. Nó dùng để chế tạo hả? Chứ không phải dùng để ăn rồi. Vậy là phải kiếm con khác ăn á. Đi vòng vòng đây coi coi còn cái gì bỏ bụng được không. Mới vô là không có đồ ăn là hơi mệt rồi. Đằng này thì nó có một cái quả bí ngô khổng lồ. Ê, bánh bí đúng rồi. Để mình coi coi mình có làm được bánh bí không á.
Nhưng mà phải có đường cũng như là trứng. Khó vậy. Để coi trong trong cái này nó có gì không nha. À phía trong này nó rộng á, nó không có gì hết. Ấy hay là bây giờ mình có ý tưởng này, mình dùng cái quả bí ngô này làm cái nhà khởi đầu. Hợp lý á. Để mình sửa sửa lại xíu coi. Cái cửa ở đây. Cửa sổ ở đây. Ok, vậy là còn thiếu một cái cục bí ngô. Để mình đi lấy cục bí ngô ngoài này. Mình tút lại cái chỗ này ha. À, gắn thêm hai cái cửa ở đây. Hai cái kiến ở đây nữa là thành cái nhà rồi. Trời ơi, IQ 500. Vậy mà cũng nghĩ ra nữa. Ơi. Ồ, bên đây có con dơm bay. Đợi. À, con dơm bay. Dơm bay đỏ nón bí ngô. Dơm bay đỏ nón bí ngô nè. Mình quýnh cái nó rơi ra nguyên set đồ của nó luôn nè. Xin luôn. À mà quên, cái nón thì mình không nên đội đâu. À cái này là một cây kiếm sắc bén á. Nhưng mà nó có sát thương thấp hơn cái đồ đá của mình nên thôi mình không lấy đâu. Mình chỉ giữ để có gì mình tách dòng enchant ra thôi. Để mình qua đây tiếp coi. Gần đây nó còn có cái nhà gì nữa nè. Mới vô mà xuất hiện ngay cái vùng. Vì cái đất nó tối thui hả. Nhưng mà cũng khá là ổn áp ấy chứ. Không có kiểu như là quá nguy hiểm ha. Ôi ở đây là nhà của những hồn ma. Ôi hồn ma, hồn ma. Ui hồn ma. Hồn ma nè. Ăn tạm thịt dơm bay đi. Thì ra đó là nhà của những cái hồn ma. Ê vậy. Cái này mình có uống được không? Cái này không uống được luôn. Ui nữa à, nữa hồn ma nè. Hồn ma. Từ 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 từ. Cẩn thận mới được. Còn rất là nhiều hồn ma trong nhà luôn nè. Ui mình còn có 3 trái tim thôi. Không biết mình làm lợi hay không nữa. Đừng có hy sinh ngay đây nha. Hết chưa? Ồ rồi rồi rồi, hết rồi hết rồi. Ồ trong đây cho mình xác gia thuộc cũng như là một chút thịt zombie nè. Mình có thể ăn thịt zombie để đỡ đói ấy. Cũng như là cho nó hồi phục dần. Tốt quá, tốt quá. Tưởng đâu đi die rồi. Bên thiệt sự. Ồ, và cái vùng này vẫn chưa có cái gì để mình bỏ bụng hết. Chắc mình phải đi tiếp để tìm một cái chỗ khác thôi. Khởi đầu quá là gian nan rồi chứ không không thực sự thuận lợi như mình nghĩ lúc đầu đâu. Bây giờ cái vấn đề cần giải quyết là thức ăn nè. Mình mất máu nhưng mà không có gì bỏ bụng hết. Đây còn có cái nhà gì đây? Đẹp vậy. Nhà đẹp chắc sẽ có đồ xịn. Nhà đẹp chắc sẽ có đồ xịn. Đây đường vào đây. Có lò nung luôn kìa. Khối sắt nữa. Các bạn hiểu ý mình chứ. Ô hello bác dân làng. Trời ơi lâu quá rồi mới gặp bác. À bác đổi ngọc lục bảo hả? À đây đây đây, ủng hộ bác con vé ha. Trời ơi quen biết dữ lắm mới mua ủng hộ nghe. Chứ gặp người khác mà không có mua đâu. Còn bánh kem gì để đây không ai ăn hết trời. Bánh kem mà làm không ăn là uổng lắm á. Đấy rồi mình sẽ trả lại cái mấy cái biển cho người ta ha. Đấy không có chuyện gì xảy ra hết. Ồ còn có kệ sách nữa nè. Lụm luôn. Không không giữ giùm giữ giùm. Nói lụm thì nhiều khi lại mất quan điểm. Giữ giùm thôi. Mình thì hay giữ giùm đồ. Ô trời trời nữa nè. Gì đâu mà đồ đạc để lung tung đây với bác dân làng. Có mấy thứ lặt vặt khác á. Ồ có quần chậm hỏng nữa này. Mình sẽ mặc quần sắt đây. Cho cái quần vàng luôn nè. Redstone lụm luôn. Mới vô mà được như vậy là thấy khá là ok rồi đó. Những cái kiện rơm thì mình cũng sẽ lấy ha. Tại vì kiện rơm mình có thể chế ra những cái ổ bánh mì thơm phức để ăn ha. Quá là tốt luôn rồi. Này, được 18 ổ. Hết đói rồi, mình hết sợ đói rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ui, cảm ơn bác nhiều ngang. Còn đe nữa, đe hư. À, có áo nữa nè. Bây giờ áo vàng nó mới là mô đen đấy. Bác mà cho các bác áo vàng luôn đó. Này, ủng vàng cũng là mô đen luôn. Nón tàu nhanh dưới nước hả? Đợi thử coi. Khá là vừa đấy, giữ luôn. Áo bảo vệ nữa nè. Ui, sao mình vô cái nhà bác dân làng này xong cái mình đổi đời luôn á. Còn có bụng netherite nữa. Thích thế nhờ. Lẽ giờ lại ôm hung bác dân làng đó chứ. Ồ kiếm nhặt một nè. Thôi
Không lấy đâu, mình lấy cái khối sắt này trước. Trời ơi, cái này nó đào không phát, nó bể luôn gỗ luôn mà, ghê thiệt. Cái lò nữa nè, mình sẽ đặt ở đây một cục để đào cho nó nhanh ha. Đấy, xong phim. Trời ơi, vô nhà bé dân làng xong đổi đời à. Yêu bé dân làng ghê á. Mấy cái đe này của mình sẽ giúp... Ừ, nó không đập à. Đập gì thì nó lại bể tùm lum tùm lum. Mang tiếng quá đi. Mình... nhà của người ta mình vô mình đập một cái nhà nó tan quang luôn rồi. Chắc không sao, không sao. Bác ấy giàu có mà, sửa là mấy hồi. Ui giời ơi. Đây mình sẽ đặt cái đe này vô đập ra. Nó vẫn không nhận nha, cây thiệt á. Mấy cái đe bị nứt này chắc mình sẽ vứt đi ha. Tại nó bị hỏng rồi, mình chỉ chừa một cái đe thôi. Ok, cảm ơn bác dân làng nhiều nha. Ui mà ở ngoài trời tối hả ta, thôi đi ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu, mình đi ngủ giấc đi. Đâu cái giường rồi, đây. Đi ngủ cái. Ngủ cái rồi sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi khám phá xung quanh này trước ha. Quái vật, quái vật, cái gì á? Trời. Mới sáng thức dậy mà có quá trời quái vật nó gìn mình rồi. Ôi no. Trời ơi. Chuyện xui rủi này mình không lường trước được. Mới sáng sớm là có con nó gìn úp sọt mình rồi. Ôi no. Cái đống gia tài của mình. Ô, no, no. Con nào nó. Ui còn có sư tử nữa nè. Chiến này lành ít dữ nhiều rồi. Mấy con bò khốn kiếp. Thôi đi. Đúng là nghiệp vật không chừa một ai mà. Mới lấy được ít đồ của bác dân làng xong bây giờ ra bị mấy con này nữa. Đúp sọt lại. A few moments later. Chuyện xui rủi này mình không có muốn. Ui nữa. Thôi xin lỗi bác dân làng nó nhiều nha. Có dịp thì mình sẽ gặp lại. Mà mình nghĩ bác ấy cũng không muốn gặp lại mình đâu. Ui đâu vậy. Ai, nóng. Hot. À cái con khủng khiếp này. Con khủng khiếp này. Bây giờ nó thấy mình yếu là bắt đầu nó dí là nó bán hành cho mình. Đợi đấy một ngày nào đó mình mạnh lên thì mấy con này nó tới công chuyện. Nó chỉ ăn hiếp mình được lúc này thôi. Chứ lúc sau thì chắc nó cũng ăn hiếp mình nữa mà. Mình yếu nhất thay luôn. Ừ, ở đây hình như có cái tòa tháp có độ. Để lên thử ha. Nhìn có vẻ có lý á. Ồ, ở tầng giữa có vẻ nó trống trơn à. Nó chi? À, phía trên này có rương. Ui giời ơi. Hàng quê. 5 viên kim cương. Ở dưới này còn đồ không? Ờ, dưới này thì hết rương rồi. Ok, như vậy thì nó sẽ cho mình 5 viên kim cương ở cái tầng cao nhất á. Ôi dạ. Ok. 5 viên để mình tính coi. À vậy là mình làm được một cây cúp. Kèm theo đó là mình tiết kiệm ra được 2 viên để mình làm cái bàn cường hóa trong tương lai luôn. Mới vô tuy ăn hành một xíu nhưng mà lạng qua đây lượm được nhiêu đây đồ cũng gọi là may mắn rồi đó chứ. Có hang động nữa hả? Ê có nhà. Ủa nhưng mà hình như có con gì nhìn mình đúng không ta, giống con Xương vậy ta. Ừ nó đó. Được, ngươi dám nhìn điểu ta chứ gì. Tới công chuyện nói với mình rồi, mình có nhiều sắt không ta? Mình có nhiều sắt. Để bây giờ mình nâng lên cái đồ bằng sắt đi. Sát thương nó sẽ tăng lên á. Để mình coi. Mình sẽ cần khá là nhiều que đấy. Mình sẽ làm trước 8 cái que đi ha. Xong, mình sẽ làm lần lượt là rìu sắt trước nè. Sau đó tới cúp sắt. Rồi tới xẻng bằng sắt. Và cuối cùng là một cây kiếm bằng sắt thôi. Xong. Và mình sẽ ghép. Ủa đủ chưa ta? À đủ rồi. Mình sẽ ghép hết bọn chúng lại với nhau ha. Kiếm cúp rìu xẻng. Kiếm cúp rìu xẻng. Kiếm cúp rìu xẻng. Rồi ok. Kiếm cúp rìu xẻng để mình nhớ mình. Mình đặt cho nó đúng chứ không vậy ta. Kiếm cúp rìu xẻng. Nó sẽ được một cái gọi là Iron Multi Tool ha.
sát thương của nó đã tăng lên rồi nè, lên tới 23 lận. Vứt cái bằng đá liền. Cái này là hơi bị chiến đó nha. Ôi dù, ôi dù. Ngày đầu mới vô hơi khó khăn nên mình phải tận dụng những gì mà mình chế tạo được. Ui, ở đây nó có những cái bộ xương nhìn ghê vậy. Ở trên hồi nãy mình thấy có con xương trắng nó nhìn mình á. Ủa hay là cái giá treo đồ vậy ta? Ờ, có dòng bài. Dòng bài nè, one hit luôn. Đừng đùa với Ninja Gùa. Ui, lỡ tay. Ui, cái này nó đập nhanh quá. Có ủng bảo vệ khỏi lửa, tốt nè. Mấy cái đồ lặt vặt linh tinh thì mình cũng có thể vứt ra để cho nó gọn gọn ha. Nó còn có đường hầm nữa chứ. Ái chà chà. Rồi luôn, đập tan bành luôn. Chắc không được rồi, mình phải... Ê, kim cương. Nó giấu trong cái chậu này là viên kim cương. À có... Gì đây? Ủa mấy con này con gì cơ? Mình chưa kịp nhìn tên của nó nữa. Trời ơi, nó đang kiểu như là hành hạ những ai ở đây nè. Ở đây còn cái bộ xương tay nè. Thấy ghê thiệt. Quá trời quá đất mấy con này rồi. Dám làm chuyện ác dưới này hả? Bị phải mình phát hiện liền. Mình sẽ trừ khử để diệt trừ bọn này. Mấy cái chậu này dễ gơi ra kim cương lắm. Mình sẽ đạp thử. Nữa. Ở đâu nó đẻ ra vậy ta? Áo gì đây? Cái áo này cộng cho mình tới 8 giáp luôn hả? Ê. Rồi mình biết rồi, nó đâu dưới này nè. Nè. Đập liền không cho để trứng. Ui nhưng mà mình cảm giác mình quậy quá. Mình đập nó bừa bộn á. Nó không theo một cái quy luật nữa hết. Thôi để mình làm một cây cúp kim cương đi. Để mình đập những cái mà mình muốn thôi. Chứ không thôi thì khó chịu lắm. Rồi, giờ có cúp kim cương là mình muốn đập cái gì là mình đập ha. Chừng thỏ luôn nè, mấy cái đồ nấu thuốc các thứ á. Mình sẽ lượm cục vàng này coi. Quá nhiều đồ rồi. À, có vàng pha thuốc nữa, cái này tốt. Vứt cái này để lượm vàng pha thuốc. Xong phân. Giờ thì bắt đầu tới chương trình là gom đồ thôi nào. Còn gì giá trị không, đập hết. Đi tiếp qua cánh cửa kế bên. Ê, mấy con này nó giấu bác dân làng ở đây nè. Tội nghiệp bác ấy vậy. Trời ơi, bác ấy nghèo quá, nhét có mấy cái... Hai bác dân làng luôn. Tội nghiệp chưa. Bị nhốt dưới đây nè. Xíu thì mình sẽ giải cứu mấy bác này ha. Em mình sẽ đào một cái đường đi lên cho mấy bác. Trời ơi, hôm nay ra tay nghỉ hiệp luôn. Giúp được dân làng luôn rồi. Nữa. Quá giật. Lần này hết giật mình rồi. Đừng có ỷ là hù mình được lần đầu. Bây giờ lại muốn hù tiếp. Đâu có dễ đâu mấy cưng. Rồi mình sẽ đào đường đi lên ha. Một xíu cho mấy bác dân đàn đi. Rồi bây giờ thì mở đường ra thôi. Xin lỗi. Này, ra đi bác này. Tự do rồi đó. Đi. Ê. Đi ngược đường rồi. Ôi trời ơi, còn đam mê nghề nghiệp nữa. Thôi đi làm giùm, đi ra giùm cái đi. Khổ ghê. Bệnh nghề nghiệp, cái đó gọi là bệnh nghề nghiệp đó. Rồi. Cái này toàn mấy đồ lặt vặt không à. Như vậy thì cái thằng hầm là nơi để bọn chúng kiểu như là bắt cóc những cái bác dân làng vô tội ha. Láo tét thì cái áo này nó tốt hơn áo kim cương. Ủa, áo sắt của mình nè. Mình sẽ mặc vô cho nó tốt. À, và mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi. Đó, cái nào không cần thiết vứt bớt cho nó gọn. Xong, lên tiếp tầng 2. Còn nhiều cái để mình khám phá lắm. Chưa hết đâu. Rồi. Ui, nữa. Đánh lén nè. Cái này đường đi đâu đây? À, đây là một cái căn phòng khác nữa. Chứa đồ ăn hả? Trong thùng chứa thịt zombie. Ok, mấy thứ này thì không cần đâu. Ui, còn nữa nè. Quá trời zombie luôn. Ok, giờ thì chúng ta cùng nhau lên tầng 2 nè. Tầng 2 được. Ui, nó làm cái gì ghê vậy? Mới lên mà không để ý là nó hù cho đứng tim đấy. Còn zombie đi lạc. Để vô đây coi thử. Coi bọn chúng giấu gì trên này. Hồi nãy mình thấy có con xương trên này nè. Ui, có cái chậu. Đồ giỡn quá. Ủa, nãy có gà mà thấy cái con xương trên đây mà ta.
Vô lý vậy. Qua đây. À đây hình như là toilet. Ui bọn chúng xây đẹp quá chứ. Rồi lên tầng cao nhất nè. Còn một đường đi nữa. Đây là cái nơi nguy hiểm nhất nè. À có những cái tên Acolyte. Ê mấy tên này mạnh lắm nha. Ui cũng có tử thần nữa. Ui. Mấy tên Acolyte mà mạnh lắm. Mình không khéo là bọn chúng có thể tiêu diệt mình đấy. Nữa nè. À như vậy thì bọn chúng giấu cái lòng spawn trong này. Biết rồi nha, phát hiện rồi nha. Ủa đâu có lòng spawn đâu. Mình thấy bọn chúng spawn ra từ đây mà. Ui, đồ xỉn kìa. Quá trời quá đất đồ trong đây rồi. Da phantom gì tùm lum nè. Nữa. Đó bọn chúng cứ đẻ ra đâu ở đây ta. Không biết bọn chúng giấu cái lòng spawn đâu mà kỹ nha. Mình không thấy được luôn á. Nè có ngọc lục bảo nè, mình lượm vô đi. Bây giờ lướt đồ đi ha. Nữa quá trời đồ luôn, sách gì đây. Co qua đi. Đi ke ba. Mấy cái chậu này. Hình như trong đây thì chỉ có những cái rương là có đồ thôi, còn mấy cái thùng thì không có đồ ha. Đập cái cục trên này nữa. Mấy con này đánh lén. Chờ mà chờ đánh lén. Để đập thêm một cục trên này nữa coi. Rương rỗng luôn. Trời. Kỳ vậy. Bó tay luôn á. Như vậy thì ở trên đây nó hết đồ rồi. Ok. Chuồn thôi. Đã tính lúc để chúng ta chuồn rồi. Khám phá cái chỗ này không mà bị hù mấy lần rồi đó. Sợ thiệt. À hình như cầm cái này lên thì mình không bị đói luôn nè. Hay thiệt ha. Quá là đã luôn. Ra đây kiếm chát thêm ơi. Nè có thêm táo vàng luôn. Lụm hàng về. Nữa nè. Ra đây kiếm chát thêm cũng ok lắm á. Ui đồ kim cương luôn. Giữ. Có đồ kim cương miễn phí luôn nè. Sướng nha. Thôi để mình kiếm chát nốt ở bên đây luôn đi. Hiệu suất thì tốt nè, mình sẽ lượm. Quýnh hả? Đi ra chỗ khác đi, mấy tên nhóc này. Xin lỗi những ai nằm dưới này nha. Tại mới vô khổ quá nên kiếm chát xíu thôi. Đi ra đi, mấy con này. Tại vì ban đêm á nên rất là nhiều quái vật luôn. Đi ra đi. Ôi, nó sửa chữa. Quá là nhiều đồ tốt luôn. Có thể nói ha. Khổ trước sướng sau là đây chứ gì nữa. Bấy dân làng nãy mình cố nè. Ok, giờ thì mình sẽ chắc đi tìm chỗ để định cư nha. Không biết là có nên quay về chỗ ban đầu hay không nữa. Chỗ đó thì mình thấy nó hơi phẳng thiệt đó. Nhưng mà địa hình thì mình thấy nó âm u á. Kiểu nó không được tươi sáng á. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến phong thủy lắm. Chuyện phong thủy không đùa được đâu. Bởi vì giờ mình tìm cái vùng đồng bằng mới ha. Đất cho nó xanh tốt giống như vậy nè. Ở cho nó thích không. Ủa mình còn cái giường không ta. Rồi luôn, hồi nãy mình đi mình không mang theo cái giường rồi. Để mình lấy thêm len. Hai cục len à. Ba cục len. Rồi ok đủ rồi đó. Để mình làm cái giường ha. Muốn ngủ chỗ nào thì làm cái giường thôi. Trước mắt thì chưa cần ngủ. Tại vì giờ mình Ê cái gì đây? Thanh máu của con gì á? Experiment 69 R. What the hell? Ây da, chúng độc. Trời, nó cắn cái mình bị xuất huyết à. Ghê thiệt. Ui, quái vật nè. Lượm cục kẹo nó liền. Vì là nó nằm đâu hướng bên này thôi. Tại vì mình đi qua đây thì thanh máu nó mới hiện lên. Đó, mới vô là thấy căng cực chưa. Quá nhiều hành cho mình luôn á. Có khi nào là bên đó không ta? Qua đây thử. Bên đây mình thấy có một cái gì này. Ê. Chỗ ngủ của mình đây rồi. Làm giấc thôi. Yes. Vô tình ngủ nhờ cái nhà của thanh niên nào nè. Cũng ok lắm á chứ.
Sáng dậy thì mình sẽ đi chặt cây để làm mấy cái rương cất đồ ha. Đây vứt vứt len luôn, tại vì bây giờ mình đã có cái giường rồi, không cần len nữa. Làm một cái rương. Đây, nhét mấy cái đồ của mình vô cho nó gọn bớt ha. Khi nào cần mình quay lại mình lấy sao. Kim cương, ngọc lục bảo, mấy thứ giá trị là cất vô trước. Bụng netherite nữa nè. Thích chưa. Mấy cái này thì để trang trí đó. Cất vô, nói chung là cất hết á. Giờ mình đi là đi tay không thôi ha, cho nó chắc cú. Có ngụm củ tỏi thì cũng không sao, chỉ mang theo đồ ăn với block để mình đặt ha. Ờ, đồ ăn thì cũng phải cất bớt ở nhà nữa nè, chứ không thể nào mang hết được. Đây. Rồi mình nghĩ như vậy là ổn áp rồi đó. Xong, đi qua bên đây coi, thám thính tình hình coi. Bên đây thì mình thấy nó có một cái ngôi nhà hay là một dạng công trình gì đó xây bằng cái khối màu tím nè. Chưa biết rõ là cái khối này là khối gì luôn. Ủa không phải rồi, mình qua đây thì nó đã mất máu của con boss rồi. Nhưng mà mình muốn khám phá coi đây là công trình gì vậy. Ui, công trình này đi xuống lòng đất lận. Thôi, bây giờ chưa đủ đâu. Cái kho đồ của mình á, thấy vậy thôi chứ cũng thuộc dạng là bình thường à. Đánh cái này kiểu gì cũng gặp boss ở dưới á, nên hơi nhùng một xíu ha. Bây giờ thì qua đây thì lại gặp cái thanh máu mới nữa nè. À, hiểu luôn. Như vậy thì những cái thanh máu mà mình thấy từ đầu á là những thanh máu của con boss trong cái công trình này nè. Thì ra là vậy. Rồi, ok, ghi là chỗ này. Sẽ có một ngày quay lại đây sớm thôi. Giờ thì tiếp tục cái hành trình đi tìm chỗ định cư ha. Mình nghi ngoài này có đồ lắm. Có bạn nào đoán là ngoài này có đồ giống mình không? Mình sẽ ra đây để kiểm tra thử ha. Tự nhiên giữa cái hồ lại có cái chỗ này. Ấy chà chà nữa hả? Bắt mình thành nghề quá vậy. Không xịn lắm. Step assist. À, cái này ép vô cái ủng khá là tốt nè. Lượm luôn ha. Đe. Hết rồi. Ờ, có rương nữa. Có dấu đồ không? Không dấu đồ. Ok. Chỗ này chứa đồ bèo. Không phải đồ xịn rồi. Thôi thì mình không lấy được đồ xịn thì mình lấy gỗ đi ha. Mình lấy gỗ mình đóng một cái thuyền để mình đi chỗ khác thôi. Ủa, cái này không đổi ra gỗ. À đây nè. Đổi ra gỗ được. Để mình làm một cái thuyền. Đó. Rồi xong phân. Let's go. Có thuyền thì mình sẽ đi nhanh hơn ở dưới nước á. Qua đây coi. Cái vùng đất này nó cam cam nhìn lạ ha. Có điểm đấy. Màu này là cũng không có thuộc dạng là ha. May mắn đâu. Đi. Còn màu Iron Slam. Ở đây còn có con Slam sắt nữa nè. Ủa nó đâu vậy? Để mình tìm nó thử coi. Iron Slam. Nghe tên là thấy hơi bị trâu rồi đó. Chắc là nó không ở trên mặt đất rồi. Nó chắc nó ở dưới á. Còn có tên thanh máu của tên Necromancer gì nữa đây. Nói chung là bây giờ á, cái hành trình trở thành siêu hiệp sĩ của mình nó gian nan lắm. Đi đến đâu cũng có thể gặp boss như vậy đó. Nên rất là căng luôn. Mình phải cố gắng mạnh càng sớm càng tốt ha. Ồ, chỗ này không phải là cái công trình gì hết. Hai thanh máu boss mà không thấy con nào hết. Buồn vậy ta. Bây giờ mình hơi bị máu chiến đấy. Gặp là chiến thôi. Cái này là cục gì nữa vậy? Hai thứ lạ rồi đó. Làm dấu chỗ này luôn. Rồi, qua đây tiếp coi. Qua đây thì còn thanh máu của con Iron Slam thôi à. Ok. Ê, bên đây mình có gặp một cái con mới nè. Con này hình như là con Bobeco. Ờ, Bobeco ha. Trong tương lai thì nếu mà mình có những cái thức ăn mà những cái con này thích á, thì mình có thể thu phục để làm thú cưỡi được á. Nên mình không nên tiêu diệt sớm mấy con này đâu. Cũng chưa biết là mình có quýnh lợi nó hay không. Nên tốt nhất là đừng cà khịa nó ha. Lại có thêm một cái chỗ gì nữa đấy.
sao vô đây nó bắt mình hành nghề nhiều vậy ta? Coi dưới này nó có đồ không? À nó có cái thùng. Cũng được chút xíu đồ. Ok. Rồi hiểu luôn. Như vậy thì cái vùng này sẽ còn một cái con Iron Slam ở phía dưới mà mình cần phải tìm nữa nè. Chắc bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ cái nhà núp quá. Về mình lấy đồ để mình dọn đi nơi khác chứ có vẻ là không ổn rồi. Tới cái hang luôn. Tại vì có tới hai thanh máu boss lận mà vô lý đấy nhờ. Mình thấy thanh máu nó nãy giờ luôn á. Bây giờ về thì cứ bị ấm ức. Thôi thì đi khám phá thử luôn. Sẵn tiện xuống hang kiếm biết đâu mình lại gặp thêm kim cương. Vô lý thế ta. Lại gớt xuống một cái hang khác nữa. À bên kia lại là cái chỗ công trình kìa. Thì ra cái thanh máu Necromancer là của cái công trình đó. Đá đánh. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đồ giấu không kỹ thì mất. Quy lực giang hồ có không giữ nó mất đi mua cái khác nha cu. Tới công chuyện nó để đồ sơ hở là chết với mình. Để đồ sơ hở là mất nha. Không có còn đâu. À còn chứ. Mà còn cái nịt. Vô. Chiến thôi. Cái này quýnh không xi nhê đó. À như vậy thì mình phải dùng cái cúp để mình đánh với nó rồi. Mình không thể dùng kiếm nha. Tại vì nó là bằng sắt. Này thì. Ui nó quýnh bể cái ổn mình. Rồi kìa. Con này ghê quá đi. Rồi. Bể giáp tiếp rồi. What the hell. Nó đánh bể hai cái món đồ sắt của mình trong vòng hai hít thôi. Ui mình đụng thứ dữ rồi. Làm giáp mới quá. Ui nhìn nó nhìn nó vô hại nhưng mà đụng vô nó là không được đâu nha. Nó quýnh cho là mềm mình đấy. Sao nó mạnh thế nhờ. Cánh. Cánh dơi thì mình có thể làm súp hả? Thấy ghê vậy. Giờ sao chơi với nó đây? Mình sẽ vô lặp lại thêm một lần nữa nha. Mình sẽ khoét cái lỗ khác. Ui nó làm cho mình có hiệu ứng đào chậm rồi. Không đào được luôn. Vô lại nè. À mình đánh nó được nè. Nhưng mà đánh mất không có được nhiều máu của nó lắm. Cố lên. Ui hồi giáp tiếp rồi. Nó hồi phục ghê quá. Ây da, ây da. Ui còn có con quái vật khác nữa. Ui sao không rồi. Ok. Đấy chỉ là sơ qua những cái con boss khởi đầu thôi đó. Trong tương lai còn có những con boss có sức mạnh đáng sợ hơn những cái con mình gặp trong ngày hôm nay nữa. Các bạn có thấy hành trình này gian ngang hay không? Chứ mình là thấy hơi toan rồi. Nhưng mà hy vọng rằng những chiến cá sao thì mình sẽ tiếp tục phát huy cái sự may mắn này ha. Mới vô đã được nhiêu đây đồ này thì mình thấy cũng tạm ổn rồi đó. Mình sẽ cố gắng thu xếp đồ đạc rồi đi tìm một nơi thích hợp hơn. Sau đó mình sẽ làm một cái căn cứ nhỏ nhỏ để định cư và bắt đầu cái hành trình nâng cấp sức mạnh cũng như là tìm thêm những con boss đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chiến khám phá kế tiếp. Bye bye.